Vợ chồng tài tử Jang Dong-gun và Go So-hyang hạnh phúc sau scandal săn gái, vóc dáng quý tử 12 tuổi gây chú ý. Mới đây, minh tinh Go So-hyang gây chú ý khi khoe hai tấm ảnh về gia đình lên story Instagram. Đáng chú ý trong ảnh, vợ chồng Jang Dong-gun cùng hai con đi xem phim Avatar 2 với bầu không khí hạnh phúc. Được biết, tài tử họ Jang chính là người chụp lại những khoảnh khắc đẹp cho vợ con. Loạt ảnh mới cho thấy cặp đôi đình đám đã vượt qua những tháng ngày rông bão khi Jang Dong-gun vướng lùm xùm săn gái chấn động hồi đầu năm 2020. Trước đó, vào hôm 23 tháng 1, Go So-hyang cũng đăng một hình ảnh ghi lại buổi xem phim The First Slam Dunk của cả gia đình. Trong ảnh, cậu con trai của cặp đôi gây chú ý với vóc dáng cao lớn ở tuổi 12. Không khó để nhận ra, cậu bé sắp sửa bắt kịp ông bố 1m82 về chiều cao, khiến khán giả vô cùng thích thú. Được biết, con trai Jang Dong-gun được sinh vào thời điểm cuối năm 2010 và cậu bé đã đón sinh nhật tuổi 12 cách đây không lâu.